Thưa quý vị, lễ hội KT là một trong năm lễ hội đặc sắc của tỉnh Bình Thuận, được đưa vào danh mục các lễ hội tiêu biểu của địa phương, cần bảo tồn và phát huy giá trị phục vụ phát triển du lịch. Đặc biệt, ngày 4 tháng 4 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định đưa lễ hội KT của người Chăm tỉnh Bình Thuận vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Là lễ hội lớn có ý nghĩa quan trọng, tác động nhiều mặt đến tâm linh, tín ngưỡng, tôn giáo, tình cảm của cộng đồng người Chăm Bà La Môn, diễn ra hàng năm từ cuối tháng 6 và kéo dài đến giữa tháng 7 âm lịch trong một không gian hết sức rộng lớn theo nghi thức truyền thống. Lễ hội KT là nơi biểu hiện mạnh mẽ tinh thần đoàn kết để mọi người trong cộng đồng hướng về cội nguồn, văn hóa truyền thống, tổ tiên. Cứ vào đầu tháng 7 theo Chăm lịch, đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn ở khắp các địa phương trong tỉnh, cũng như đồng bào Chăm đang sinh sống xa quê, lại tụ hội về cụm di tích tháp Bơ Sa Inu để tham gia lễ hội KT. Với mong muốn lưu giữ những nét văn hóa đặc trưng của người Chăm, lễ hội KT đã được phục dựng từ năm 2005. Ngay sau lễ khai mạc, nghi thức quan trọng nhất là lễ nghinh rước trang phục nữ thần Bơ Sa Inu. Dưới sự điều hành của các chức sắc tôn giáo, lễ rước y trang của nữ thần diễn ra nghiêm trang nhưng không kém phần đặc sắc. Những chàng trai cô gái người Chăm nhịp nhàng múa điệu múa dân tộc và uyển chuyển trong tiếng trống ba ra nưng rộn ràng và tiếng kèn saranai réo rắt. Tiếp đến là các hoạt động mở cửa tháp, tắm bệ thờ linh ga Yoni, mặc trang phục và đại lễ cúng tạ ơn nữ thần Bơ Sa Inu và các vị thần linh tại tháp A. Tất cả diễn ra trang trọng, tạo nên bức tranh sống động, làm nổi bật những đặc trưng văn hóa của cộng đồng dân tộc Chăm. Lễ KT tưởng nhớ các thần linh, ông bà tổ tiên để cầu an cho mưa thuận gió hòa, được mùa màng tươi tốt và những vực, mỗi vực sinh sôi nảy nở. Không chỉ phục dựng các nghi lễ truyền thống, lễ hội KT còn là dịp để đồng bào Chăm Bà La Môn trong và ngoài tỉnh gặp mặt, giao lưu thông qua các chương trình văn hóa nghệ thuật được tổ chức. Hội thi thổi kèn Saranai, trò chơi đổi nước vượt chướng ngại vật, hội thi trang trí cổ vật trên thôn la và cổ bồng để dâng tế nữ thần Bơ Sa Inu. Tất cả đã tạo nên không khí rộn ràng, tươi vui trong cả cộng đồng. Là lễ hội lớn, có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy, mỗi dịp KT, nhiều người Chăm xa quê luôn nhắc nhớ nhau cùng thu xếp công việc để trở về đoàn tụ với gia đình, gặp gỡ người thân, bạn bè và tham gia lễ hội truyền thống, tạo tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng. Có dịp KT về với gia đình Chăm, có thời gian dành cho gia đình 2-3 hôm gì đó, mình sẽ cùng với gia đình vui lễ hội KT. Cũng tại lễ hội KT năm nay, ban tổ chức đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia đối với Linh Ga Vàng Bình Thuận, trưng bày bảo vật để người dân và du khách tham quan. Linh Ga Vàng được tìm thấy trong đợt khai quật khảo cổ tại khuôn viên khu di tích Tháp Chăm Bô Tầm, thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong. Bảo vật quốc gia Linh Ga Vàng có niên đại khoảng thế kỷ 8, là hiện vật gốc độc bản quý hiếm, có giá trị về lịch sử, văn hóa, thẩm mỹ, là biểu tượng của sự sinh sôi nảy nở của vạn vật và muôn loài. Thì tiêu chí của bảo vật quốc gia là gì? Tiêu chí là độc bản. Thì Linh Ga Vàng là một hiện vật độc bản. Thứ hai là nó rất là độc đáo trong cái cấu trúc của nó, và nó không có trùng lắp với những hiện vật khác. Và chính nó sẽ là một minh chứng, là những cái tư liệu lịch sử để chứng minh cho cái quá trình phát triển của các cái văn hóa Chăm của vùng đất Bình Thuận. Hiện Bình Thuận có khoảng 40.000 người Chăm đang sinh sống, trong đó có hơn 18.000 người Chăm theo đạo Bà La Môn. Lễ hội KT là một bộ phận quan trọng trong kho tàng di sản văn hóa phi vật thể của người Chăm. Đồng thời, đây cũng là nơi thắt chặt tinh thần đoàn kết, mối tương thân tương ái, nâng cao ý thức về cội nguồn dân tộc, giá trị đạo đức, tinh thần hòa hợp
để gắn kết các thành viên trong cộng đồng với nhau.